cô chú và các anh chị yêu mến ạ. Hôm nay MV sẽ đề cập đến bước cha cha điểm chân. Bước này ở trong thuật ngữ chuyên môn người ta sẽ gọi là kết nối với sàn, chân kết nối với sàn. Thì chúng ta cũng biết, em cũng đã từng nhắc rồi, là khi chúng ta nhảy để có một bước nhảy đẹp thì chân của chúng ta lúc nào cũng phải kết nối với sàn nhiều nhất có thể. Chúng ta không được đi mà nhấc cái chân cao lên khỏi mặt sàn. Trong quá trình em hướng dẫn bộ môn line dance nhiều năm qua thì bước cha cha của chúng ta sử dụng rất là phổ biến. Đặc biệt bây giờ là chúng ta còn có một cái thuật ngữ gọi là cha cha dân vũ. Và toàn nhảy cha cha thôi. Thì làm sao để chúng ta có được những cái bước nhảy cha cha đẹp, nó cũng cần phải có kỹ thuật, và chúng ta cần phải biết để chúng ta ứng dụng vào trong bước nhảy của chúng ta. Em sẽ đi thử cho mọi người xem nhé. Nhìn bước cha cha là kết nối và không kết nối với sàn là nó như thế nào ạ? Đây sẽ là bước cha cha điểm chân có kết nối với sàn. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. Và đây sẽ là bước cha cha mất kết nối với sàn. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Các cô các chị có nhìn thấy điểm khác biệt không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng nhé. Các cô các chị đã xem qua video mà em nói về phần hông. Phần hông khi mà chúng ta đứng dáng chân trước chân sau thì hông nó sẽ nằm ở đâu. Thì chúng ta sẽ vận dụng vào cái bước cha cha này ha. Tư thế này, đầu tiên khi chúng ta đứng trong tư thế chuẩn bị, chúng ta không được đưa bụng ra trước mà chân trước chân sau, thì chân ở sau, hông nằm ở sau, chân trước thì hông nằm ở trước. Tư thế này có nghĩa là hông của chúng ta nó đang chéo thế đó chị này. Rồi bây giờ chúng ta lùi chân phải. Một, khi chúng ta lùi chân phải thì hông phải nó phải ra sau, chứ chúng ta không được lùi thẳng phăng, không được lùi thẳng đưa bụng như thế này. Mà nếu như chúng ta không sử dụng hông thì chúng ta không sử dụng được bước điểm chân đâu ạ. Từ đây chúng ta phải lùi là một, khi lùi xuống đầu tiên là ức tiếp sàn, thứ hai là gót tiếp sàn. Chúng ta làm lại ha. Đầu tiên chúng ta lùi ức tiếp sàn, gót tiếp sàn, sau đó chúng ta đưa hông ra sau, chéo hông. Từ đây lùi một, khi chúng ta lùi đẩy hông ra là chân trước của chúng ta là chân trái, thẳng chân, điểm chân ở phía trước, không có co căng nhấc lên. Chúng ta sẽ không đi tư thế này. Có rất là nhiều người nhìn thấy được cái bước này nhưng mà không biết cách làm, thì cứ nghĩ là đá lên ở tư thế này. Chúng ta thực hiện lại ha, là một, và nhớ tiếp sàn cho em đầu tiên là ức, ức, sau đó đến gót, sau đó đến hông đẩy ra thì chân của chúng ta nó mới điểm được ạ. Hông ở vô tư thế này chân của chúng ta nó mới điểm được. Lùi một, chúng ta làm lại nào. Lùi một, cha cha điểm chân ha. Chúng ta gọi điểm chân đi, tiếp sàn thì nó đúng là một thuật ngữ chuyên môn và nó cái nào thì cũng phải tiếp sàn hết rồi, nhưng mà cái chỗ này thì chúng ta sẽ dùng như thế nhé. Lùi 1 2 3 4 5. Được chưa ạ? Và hôm trước em cũng có nói về vấn đề hông ha. Nếu như mà chị nào siêng năng một chút có thể tập luyện về cái phần hông này, nhảy làm sao cho cái hông của chúng ta nó hông trước hông sau, chứ chúng ta đừng đưa cả cái hông của mình ra phía trước như thế này. Chúng ta làm lại nhé. Lùi 1, lại nào. Lùi 1, một lần nữa nào. Lùi 1, lùi 1, điểm ra là điểm thẳng cái chân, cắt cái chân lên,
không mà không điện chắc là chân nó bị búng, nó đưa lên tư thế này là nó mất kết nối rồi, nó bị đá, nó làm ra đá nhìn nó rất là kỳ. Lùi 1 2 3 4 5. Rồi bây giờ bước tiến nào, tiến chân trái lên 1. Thì khi các chị tiến là các chị không được co cái chân ở sau cao nhé, chân ở sau thả lỏng gối và mũi vẫn dưới sàn, chân vẫn dưới sàn mà. Chúng ta làm lại chỗ này. 1 2 3 4 5. Lần nữa chúng ta đi bước lùi về nào. Tiến trái lên. 1 2 3 4 5. Được chưa ạ? Lùi. 1 2 3 4 5. Tiến trái. 2 2 3 4 5. Đó là cách để chúng ta thực hiện bước cha cha điểm vẩy chân ra để cho nó đẹp. Lưu ý rằng là các chị phải nhớ dùng phần hông ha. Và cách tiếp sàn của chân khi chân lùi là phải là úp gót hông. Nếu chúng ta không được tiếp sàn bằng cả bàn như thế này thì nó cũng không có thực hiện được ạ. Rồi chúc các chị thành công. Có thắc mắc điều gì hoặc ý kiến đóng góp gì thì các chị hãy comment cho em hoặc là inbox cho em nhé.